Kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống siêu thị Thuận Phát sẽ có chương trình khấu trừ đặc biệt 10% khi mua sắm tại địa điểm của thành phố Westminster và Garden Grove trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 11 2023. Mua 20 mỹ kim được khấu trừ 2 mỹ kim, mua 100 mỹ kim được khấu trừ 10 mỹ kim, trừ tại chỗ, không coupon, không chờ đợi. Ngoài ra còn có rất nhiều mặt hàng on sale giảm giá. Đây là cơ hội cho quý khách mua sắm thực phẩm, đồ gia dụng chuẩn bị cho những ngày lễ lớn sắp đến. Chương trình khấu trừ không bao gồm bia, rượu, thuốc lá và gạo. Hệ thống siêu thị Thuận Phát trân trọng kính mời. Đức Tiến đến đây với nhiều vai trò khác nhau. Đầu tiên sẽ làm MC cho chương trình tối ngày hôm nay, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh và chương trình nghệ thuật. Và tiếp đó cũng là sẽ giới thiệu về bộ phim, ekip đoàn làm phim và đặc biệt là về bộ phim. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ được chính thức ra mắt khán giả Mỹ chúng ta trong đêm hôm nay. Cảm ơn chị và cảm ơn Bosan TV. Nay Thu Huyền là đạo diễn, nhà sản xuất cũng như là diễn viên của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, A Fraser Flower. Và ngày hôm nay sau gần 5 tháng miệt mài và đã công nhiều rất là nhiều những công tác chuẩn bị cũng như là thực hiện để quay bộ phim này tại Mỹ, thì Huyền cũng đến giờ phút này thì cũng gần như đã hoàn tất những cái giai đoạn hậu kỳ của bộ phim. Và bây giờ hôm nay là ekip đã tổ chức một cái đêm nhạc, đêm trình diễn nghệ thuật Đóa Hoa Mong Manh để có thể giới thiệu đến với khán giả ở tại Mỹ những hình ảnh, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Cho Quyên biết là bộ phim này được thu ở đâu được không? Bộ phim Đóa Hoa Mong Manh thì toàn bộ bối cảnh là đều được quay ở tại nước Mỹ. 100% là bối cảnh quay tại Mỹ. Khi nào bộ phim trình chiếu ạ? Theo cái kế hoạch của Đóa Hoa Mong Manh thì ngày hôm nay là ngày 3 tháng 11 thì sẽ có một cái buổi giới thiệu quảng bá lần đầu tiên những cái hình ảnh đầu tiên của bộ phim ở tại Mỹ. Và đặc biệt trong ngày trong cái khuôn khổ của Asian World Film Festival lần này là Liên hoan phim thế giới châu Á diễn ra tại Mỹ, thì sẽ có một cái buổi showcase để giới thiệu cũng ekip cũng như là những cái trích đoạn trong bộ phim này. Nó sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11 ở trên Los Angeles. Và tiếp tục thì Mai Thu Huyền cũng sẽ có một cái hành trình đi đến Ấn Độ, tức là bởi vì bộ phim sẽ được phát hành ở 3 thị trường Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam, nên chính vì vậy thì ngay sau chuyến đi Mỹ khi mà kết thúc liên hoan phim thì Huyền cũng sẽ tiếp tục một hành trình đến Ấn Độ với 3 thành phố, đó là Goa, Pune và Mumbai, để có thể quảng bá và giới thiệu bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Và sau đó thì nếu như kế hoạch không có gì thay đổi thì chúng tôi dự kiến là tháng 1 thì sẽ công chiếu bộ phim ở tại Mỹ và Ấn Độ, và tháng 12, tức là sau cái Tết âm lịch, thì sẽ công chiếu ở tại thị trường Việt Nam. Nội dung của bộ phim này như thế nào để cho Huyền có cái động viên là Huyền quyết định là đạo diễn? Huyền có một cái ấp ủ rất là lớn, đó là mình rất là mong muốn thực hiện những cái bộ phim về người Việt ở nước ngoài. Và đó là lý do mà tại sao năm 2017 thì Huyền cũng đã đến nước Mỹ và đã quay bộ phim Giấc Mơ Mỹ, American Dream. Và lúc đó thì Phố Bosa TV cũng là đã bảo trợ cũng như là đã quảng bá rất là nhiều cho bộ phim này. Nhưng cái bộ phim đó thì chỉ có 50% ở Việt Nam và 50% ở Mỹ thôi. Nhưng đây là cái bộ phim Đóa Hoa Mong Manh là bộ phim đầu tiên mà chúng tôi quay 100% ở tại Mỹ. Bởi vì đây là một câu chuyện mà nó được xảy ra ở tại Mỹ. Đấy là lý do mà bộ phim này được thực hiện 100% tại đây. Và Mai Thuyền xin phép được hé lộ một chút về cái câu chuyện của bộ phim. Đây là một cái bộ phim kể về một cuộc đời của một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng, và xung quanh cô thì cũng sẽ có rất là nhiều những tình yêu, rồi âm nhạc,
Và có một cái điểm rất là đặc biệt của bộ phim này là vì nhân vật chính là ca sĩ cho nên là chúng tôi cũng có gần 20 ca khúc thể hiện trong phim, bởi vì cô hát ở những sân khấu lớn, hát ở những phòng trà, hát ở trên những cái cuốn music video và trong những phòng thu vân vân, nên là âm nhạc của bộ phim cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi rất là tự hào. Rồi cái cảnh đẹp của nước Mỹ cũng sẽ xuất hiện trên phim. Và một cái nữa là đây là một cái bộ phim mà khai thác về thông qua cuộc đời của một nữ ca sĩ, thì chúng tôi muốn khai thác về đời sống của những người Việt thành đạt ở tại Mỹ. Đây cũng là một cái đề tài mà rất là hiếm khi nào có một bộ phim khai thác. Ở trong bộ phim này, Mai Thu Huyền đã gặp phải những khó khăn gì và vượt qua như thế nào? Nếu như mà nói đến khó khăn á, thì Huyền nghĩ là nó sẽ rất là nhiều vô kể. Và Huyền thường nói đùa với mọi người rằng cái quá trình mà để mình có thể thực hiện bộ phim này, nó drama có khi còn hơn cả câu chuyện trong phim, bởi vì rất là nhiều những cái thăng trầm. Nhưng mà Huyền luôn luôn quan niệm là hạnh phúc nó không phải là một cái đích đến mà nó là một cả một cái hành trình. Và Huyền cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mình đã từng bước chinh phục được một cái điều mà mình nghĩ là chưa chắc đã thực hiện được mà mình chinh phục được. Và quan trọng hơn cả là Huyền đã nhận được cái sự góp sức, cái sự hỗ trợ của rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại, cũng như rất nhiều những doanh nhân thành đạt, những cái đơn vị bảo trợ, những cái nhà đầu tư đã hỗ trợ cho một cái bộ phim Việt Nam để có thể được thực hiện trên đất Mỹ. Thì đây là những cái điều mà Huyền cảm thấy rất là ấm lòng khi mà mình là một người đạo diễn, nữ đạo diễn đến từ Việt Nam, nhưng mà mình khi mà mình bước chân sang nước Mỹ, mình cảm giác như là mình đang được sống ở trong một cái gia đình lớn và được mọi người hỗ trợ, support rất nhiều. Cho nên nếu như mà không có cái sự hỗ trợ của các anh chị em trong đoàn làm phim, các diễn viên, các investor và sponsor, thì chắc chắn Huyền cũng sẽ không thể thực hiện được bộ phim này. Cho nên là đến bây giờ thì Huyền cảm thấy rất là hài lòng về những cái điều mà mình đã có thể thực hiện được. Và quan trọng nhất là mình đã vượt qua được bản thân, mình đã chinh phục được những cái thử thách. Và cái tính cách của Huyền nó có thể nói là khá là mạnh mẽ. Và Huyền thường thích làm những cái việc gì mà người khác không làm. Cho nên là thường thì những cái người mà đi lát đá giải đường thì luôn luôn sẽ gặp rất là nhiều những cái vất vả. Nhưng mà chính những cái khó khăn đó, những cái vất vả đó, nó giúp cho mình được mài giũa và được trưởng thành hơn. Và Huyền cảm thấy mình có thêm rất là nhiều những cái vốn sống kinh nghiệm qua mỗi một cái tác phẩm mà mình đã được trải nghiệm. Xin cảm ơn Mai Thu Huyền rất là nhiều nha. Và Quyên chúc bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ được thành công rực rỡ. Và đây là đạo diễn Mai Thu Huyền. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị và xin được cảm ơn khán giả của phố Cô Sao TV. Và rất là hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim Đóa Hoa Mong Manh khi mà bộ phim sẽ được chính thức công chiếu ở tại nước Mỹ vào dự kiến vào tháng 1 năm 2024. Dạ, xin kính chào quý vị. Đây là Thục Quyên của phố Bonsa TV. Ngày hôm nay là gặp ca sĩ Maya là vai nữ chính trong bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Bộ phim này được quay tại Mỹ. Theo chị biết, em phải ở tại Mỹ trong cái khoảng thời gian quay phim hay sao? Dạ vâng ạ. Quay ở Mỹ cho nên là em ở Mỹ 2 tháng để quay bộ phim này ạ. Có khó khăn gì không em? Thật ra thì em cũng đi đến nước Mỹ rất là nhiều lần. Cho nên là mọi sinh hoạt và cuộc sống ở Mỹ thì gần như là em cũng đã cũng quen. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà làm phim ở Mỹ thì em nghĩ rằng là khó khăn hơn rất nhiều lần ở Việt Nam. Em có thể cho chị biết là em thích nhất ở cái phân đoạn nào, trong cái cảnh nào ở bộ phim được không? Nói chung là trong vai diễn của em thì em nghĩ rằng là nó cũng có rất nhiều phân đoạn rất là quan trọng. Mà mỗi một phân đoạn quan trọng thì em nghĩ rằng là luôn luôn để lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Thì một trong những cái cảnh mà em nghĩ rằng là em có nhiều cảm xúc nhất, đó chính là phân đoạn khi mà em cùng với Ngọc tiến đến để xem cái bức tranh mà Ngọc đã vẽ về mình. Và sau đó thì em gặp anh Sơn, tức là em gặp hai người đàn ông mà nối liền trong một cái phân đoạn đó, và đều để lại một cái cảm xúc rất là mãnh liệt và rất là rào rạt luôn. Phân cảnh đó em đã khóc từ sáng đến tối luôn á. Nữ ca sĩ Maya bên ngoài rất xinh đẹp nha quý vị, rất là dễ thương luôn, trẻ trung nữa.
Em đã đóng bộ phim mười mấy bộ phim qua rồi, thì lần này trong cái vai diễn này, và em lại là một ca sĩ nữa, thì em có cảm thấy thích cái vai diễn này hơn so với những bộ phim khác không? Thật ra thì em cũng đã từng có một bộ phim mà em cũng đóng là ca sĩ, nhưng mà tuy nhiên là trong bộ phim này thì em nghĩ rằng là em làm cái nhân vật nữ chính trung tâm ở trong phim, thì có rất nhiều những cái cảm xúc và rất nhiều những cái nội tâm rất là lớn và rất là sâu sắc, và em được thể hiện mình trong nhiều cái cung bậc cảm xúc, có thể nói là tâm lý rất là nặng. Nhờ, tuy nhiên là em cảm thấy rất là yêu thích vai diễn này. Mình nghĩ rằng là trong bộ phim này mọi người sẽ thấy được tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và rất là sâu lắng. I'm one of the co-producers, I suppose. Mai and actually Alan and Mai, both of them asked me to be a co-producer, so I accepted because I admire, you know, Mai, and I think she's a very, she's a very talented film director. Ông là đạo diễn over 50 quality film, với lại ông cũng là một nhà gọi là sáng lập của cái đại hội điện ảnh Á Châu Thế Giới, đã được 9 năm rồi, và đây là một cái đại hội điện ảnh coi như là lớn nhất thế giới, có hơn 52 nước Á Châu trong đó. Dạ, thì tôi này rất là hân hạnh là được ông làm co-producer của cái phim đó, Hoa Mong Manh. Dạ vâng. And đây là một người rất là tài năng, Sir Daniel Nguyễn. Xin chào các bạn, mình là nhà sản xuất phim của phim đó Hoa Mong Manh, cũng là nhà sản xuất của nhiều phim khác. Và hôm nay đó có một cái buổi tiệc, hôm nay là tháng 11 ngày 3 2023 ở Monomore. Thì buổi tiệc này đó là để cảm ơn những người sponsor, những người đã support trong phim, cast and crew đầy đủ hết. Và trong đó thì đã mời hết những người mà super VIP guest, là trong đó có Sir Daniel Nguyễn. Is Randall coming tonight too? No, he's not feeling too well. So oh, okay. I'm here for representing both of us. Okay, so maybe we'll have a little word from Daniel. And Sir Daniel Nguyễn, hiệp sĩ Daniel Nguyễn, here to support cái phim này. And rất là proud of the Vietnamese community cho làm cái phim này. So that's why I'm here, to support our Vietnamese film in the film industry and the arts. This gentleman, let me brief you a little bit about this gentleman here. This is Sir Daniel Nguyễn, a legendary living artist that's still living and still make extraordinary art, from painting to sculpture. And his art can sell over millions of dollars. And he's an incredible golden-hearted gentleman. And we're very proud to have him as you know, a community artist. And he is one of the major sponsors for the Asian World Film Festival for the past several years. And with his help, he uplifted, empowered all the cast and crew of all the movies that submitted into the festival. So he created all the trophies. We revamped everything. And you know, each one of his trophies value, I think, over $100,000 or more, right? So whoever received an award from the Asian World Film Festival, that is something that they can value for the rest of their life. Ngày hôm nay thì trước tiên Khánh Hoàng xin chào các khán giả của Phố Bô Sa TV hả? Yeah. Bô Sa TV, một channel YouTube cũng rất nổi tiếng. Xin chào em. Yeah. Ngày hôm nay Khánh Hoàng đến đây với tư cách là một diễn viên. Nghe nó hơi lạ đúng không? Là một diễn viên. Khánh Hoàng có một cái vai nhỏ nhỏ thôi, mà vai khiêm nhường và khiêm tốn thôi trong bộ phim đó, Hoa Mong Manh này. Từ khi mà Khánh Hoàng biết được kịch bản của chị Nhật Hạ với lại Mai Thu Huyền, hai người đã gặp Khánh Hoàng. Thì Khánh Hoàng đã có phỏng vấn nói chuyện trên đài Vietface TV. Yeah. Thì qua vài lần chia sẻ và nói chuyện thì hai người ngỏ ý muốn mời Khánh Hoàng cộng tác. Thì muốn thử sức đóng phim mà quý vị. Nhưng mà Khánh Hoàng đóng vai nhỏ lắm. Tại vì nào giờ thì Khánh Hoàng rất là có cái năng khiếu cũng như là có cái duyên với lại phim ảnh. Em cũng biết là Khánh Hoàng là lồng tiếng phim cũng đã mười mấy năm trời. Lồng tiếng phim Hồng Kông, Đài Hàn, rồi Đài Loan, Hàn Quốc, nói chung rất là nhiều phim. Rồi sau đó thì Khánh Hoàng phụ trách chương trình điện ảnh, điểm phim, giải trí trên đài Vietface TV. Cho nên ít nhiều cái máu phim nó đông ở trong đầu rồi. Cho nên tất cả những cái event, hầu như tất cả những event gì ra mắt những bộ phim ở tại hải ngoại này thì Khánh Hoàng cũng đa số đều có mặt. Bởi vì Khánh Hoàng hỗ trợ cho các đoàn làm phim, cho những người làm phim, bởi vì đơn giản Khánh Hoàng mê phim. Đặc sắc của phim là bộ phim này nhẹ nhàng lắm. Đây là một bộ phim là lấy cảm hứng
từ một câu chuyện có thật của một trong những ca sĩ nổi tiếng cũng như là một diva, ca sĩ hàng đầu của Việt Nam chúng ta, một ca sĩ huyền thoại của người Việt Nam chúng ta ở tại hải ngoại. Cô đã qua đời khi mà tuổi đời còn rất là trẻ và rất là nhiều biến cố trong cuộc đời của cô, để lại cái sự tiếc thương, cái sự nhớ nhung cũng như là những cái sự nghi ngờ, nhất rất là nhiều những lời đồn đoán về cái cuộc sống của cô, bởi vì cô sống rất là khép kín. Các bạn không dám nói tên rõ của người nghệ sĩ đó, nhưng mà quý vị biết rằng cô sống rất là khép kín. Cô rất nổi tiếng, rất nhiều người yêu mến, nhưng mà cuộc sống cô rất khép kín. Kể về kể cả con cuộc sống của cô, kể cuộc đời của cô và kể cả chuyện tình cảm của cô nữa. Cho nên cái bộ phim này được chị Nhật Hạ là một trong những người bạn cũng rất gần gũi với người ca sĩ này đã phát họa lại cái câu chuyện dựa theo cái câu chuyện của người bạn của mình. Thu Thảo là giám đốc sản xuất, cũng là diễn viên và là dược sĩ có bằng bác sĩ dược khoa. Dr. J Natural là công ty của Thu Thảo. Thì là một nhà giám đốc sản xuất thì phải nói là cũng là nhà đầu tư lớn nhất. Rồi sau đó là kêu gọi các nhà đầu tư để mà bỏ tiền vô tin tưởng cho cái dự án này và có thể làm hoàn thành cái bộ phim này. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Phố Bô Sa TV. Cảm ơn Thục Quyên và thưa Thục Quyên, hôm nay chúng tôi có một sự kiện âm nhạc, tức là chúng ta có một cái buổi ra mắt cuốn phim mà chúng tôi đã thực hiện trong rất lâu rồi. Cuốn phim có tên là Đóa Hoa Mong Manh và hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng tôi ra mắt, tức là sẽ có một buổi dạ tiệc, dạ vũ. Đồng thời chúng tôi sẽ chiếu trailer là cái một đoạn phim ngắn trong cuốn phim đó và giới thiệu tới quý vị phần nào gọi là behind the scene, tức là cái cách chúng tôi thực hiện cái cuốn phim như thế nào. Thì Hạ rất là vui vì hôm nay chúng ta có rất là đông khách, tức là những người yêu mến phim ảnh và yêu mến những người nghệ sĩ thực hiện cuốn phim này có mặt ở đây, cũng như là Thục Quyên và Phố Bô Sa TV. Chúng tôi rất là appreciate, cảm ơn Thục Quyên và Phố Bô Sa TV đã tới đây cùng chung với chúng tôi. Bắt đầu từ cái nguồn động lực như thế nào mà để cho ca sĩ Nhật Hạ viết cái kịch bản này? Thưa, Hạ nghĩ rằng tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật ở trên cuộc đời này nó đều bắt nguồn từ những sự thật, từ những cái mảnh đời có thật mà chúng ta, em nói chuyện với chị sao em đang phỏng vấn, em xin lỗi chị, xin lỗi quý vị. Cho nên cái cảm hứng của bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào cũng bắt nguồn từ những câu chuyện có thật quanh chúng ta. Thì Hà cũng vậy, cái câu chuyện để kể về Đóa Hoa Mong Manh là những câu chuyện, những cái mảnh ghép của sân khấu, của tình yêu, của danh vọng, của đổ vỡ. Và trong đây chúng tôi muốn giới thiệu tới những cái tâm tình của người nghệ sĩ. Đằng sau những cái hào quang sân khấu thì họ cũng có những cái nỗi buồn rất là sâu thẳm. Đưa em vào con thiên yêu thương. Quý mà chúng tôi vừa nhận thấy được xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón có mặt sự kiện đêm ngày hôm nay. Xin được chào đón ông chủ tịch của Liên hoan phim châu Á thế giới, Mr. George Chang Chun. We would like to welcome a very special guest today, who's also the executive producer of the film Fragile Flower, Mr. George Chang Chun. Chào mừng tất cả quý vị. Yes. Chúng tôi cũng xin được qua ba người gần đến với ông luôn, đó là nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hollywood,
anh Daniel Green. Very special guest tonight, Daniel Green. The man, actress in this film, singer Maya. Quý vị là ân nhân của chúng tôi. Thật ra quý vị mới là những người làm thành bộ phim Đó Hoa Mong Manh. Xin gửi lời tri ân với tất cả quý vị. Vì nếu không có sự đóng góp của quý vị thì ngày hôm nay chúng tôi không có thể ở đây để giới thiệu tới quý vị Đó Hoa Mong Manh. IBC and Radio Saturday Night and Bosa TV and Đức Tiến Media. Xin một tràng vỗ tay cảm ơn đến tất cả các nhà bảo trợ của chúng ta. Thank you all our sponsors. Thank you. You can't be done.